Tháng dịch, tam tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Mùa An Cư PL 2539-1995. Trong 21. Gia hạnh vị. Thứ hai, gia hạnh vị, tướng nó như thế nào? Tụng rằng. Hiện tiền lập chút vật. Cho là tánh duy thức. Vì còn có sở đắc. Chưa thực trụ duy thức. Luận rằng, Bồ Tát trước hết ở vô số kiếp đầu, khéo dự bị lương phức đức và trí tuệ, việc thuận theo phần giải thoát đã được viên mãn, lại còn muốn tiến lên để vào kiến đạo, trụ tánh duy thức, nên tiếp tu bốn gia hạnh, khắc phục diệt trừ hai thủ, đó là tu noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Bốn thứ này gọi chung là phần quyết trạch. Vì thuận hướng đến phần quyết trạch chân thật, và vì gần đến kiến đạo, cho nên lập tên gia hạnh, chứ không phải ở tư lương vị trước đó không có gia hạnh bốn pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất là nương bốn tầm tư và bốn như thật trí, theo vị thứ trước sau mà lập. Bốn tầm tư, suy tầm, tư sát, là tầm tư danh, tầm tư nghĩa, tầm tư tự tánh, tầm tư sai biệt. Bốn thứ đó đều là giả có không thật. Như thật biết khắp bốn thứ danh, nghĩa vân vân, đó, lì thức không có và thức chấp thủ lì bốn tướng đó cũng không có, sở thủ năng đều không, đó gọi là trí như thật. Danh và nghĩa tướng khác nhau cho nên tầm tư riêng, còn tự tánh và sai biệt của danh và nghĩa tướng đồng nhau nên hợp lại mà tầm tư. Nương Minh đắc định, phát sanh tầm tư bậc hạ, quán thấy không có tướng sở thủ, lập làm, ngoãn vị. Nghĩa là ở địa vị này quán bốn pháp sở thủ là danh, nghĩa, tự tánh, sai biệt, đều do tự tâm biến hiện, giả thi thiết nói là có, nhưng kỳ thật không có gì nắm bắt được. Ban đầu đạt được hành tướng sáng trước tiên của mặt trời tuệ nên đặt tên là minh đắc tức là đạt được tướng ban đầu của lửa đạo tướng nóng nên cũng gọi là noãn. nương minh tăng định phát khởi tầm tư bậc thượng quán thấy không có sở thủ lập làm đánh vị nghĩa là ở địa vị này vẫn quán bốn pháp danh nghĩa tự tánh sai biệt đều do tự tâm hiện biến giả thi thiết cho là có nhưng kỳ thật không có gì nắm bắt được tướng sáng của lửa tuệ sáng dần lên nên gọi là minh tăng tục đỉnh của địa vị tầm tư, nên gọi là đảnh, đầu. Nương ấn thuận định, phát khởi trí như thật bậc hạ, đối với không sở thủ quyết định ấn nhập giữ gìn, và đối trong không năng thủ cũng tùy thuận vui nhẫn. Đã không có cảnh thật lìa thức năng thủ, thì đâu có thức thật lìa khỏi cảnh sở thủ. Sở thủ, năng thủ, cho do đối đãi mà có. Khi ấn nhập tùy thuận, chấp nhận, chung gọi là nhẫn ấn nhập không sở thủ trước và tùy thuận không năng thủ sau, cho nên gọi là Ấn thuận. nhẫn chịu cảnh và thức đều không, nên cũng gọi là nhẫn. nương vô gián định, phát khởi trí như thật bậc thượng, ấn nhập cả hai thủ đều không, lập làm pháp thế đệ nhất. nghĩa là những bậc thượng trước kia chỉ ấn nhập năng thủ không, nay pháp thế đệ nhất này cả hai không đều ấn nhập. từ đây liên tục không gián đoạn, thì chắc chắn nhập vào kiến đạo, nên gọi là vô gián. Ở trong pháp của loài dị sanh thì đến đây là pháp tối thắng hơn cả, nên gọi là thế đệ nhất. Như thế noãn và đảnh là nương thức năng thủ mà quán cảnh sở thủ là không, đến khi khởi lên những bậc hạ thì ấn chứng tướng không của cảnh, khi chuyển vị sanh trung nhẫn thì đối với thức năng thủ cũng thấy nó là không như cảnh, thuận vui nhẫn có thể theo đó, đến khi những bậc thượng khởi lên thì ấn chứng năng thủ không. Lên đến thế đệ nhất pháp thì ấn chứng cả năng thủ, sở thủ đều không. Tuy nhiên ở địa vị trên còn thấy có tướng không để chứng, nên chưa chứng thực. Vì vậy nói Bồ Tát ở địa vị này, hiện tiền còn lập ra chút vật mà cho đó là tánh thắng nghĩa duy thức, là do chưa trừ được hai tướng không và có, và còn mang theo tướng để quán tâm, còn có sợ đắc, cho nên chẳng phải thật an trụ chân duy thức, khi tướng kia diệt rồi, mới thật an trụ. Nương theo nghĩa đó, nên có tụng rằng. Bồ Tát ở trong định. Quán ảnh chỉ là tâm. Tướng nghĩa đã diệt trừ thẩm quán chỉ tự tưởng. Như vậy trụ nội tâm. Biết sở thủ chẳng có. Biết năng thủ cũng không. Sao chứng vô sở đắc? Ở gia hạnh vị này chưa khiến trừ được sự ràng buộc của tướng có, tướng không, nên đối với sự ràng buộc của hai thô trọng chướng cũng chưa thể dứt. Chỉ có thể dẹp trừ hai chướng phân biệt hiện hành, vì hai chướng phân biệt hiện hành trái với kiến đạo, còn hai chướng câu sanh hiện hành và hai chướng tùy miên, vì tâm còn hữu lậu, quán còn sở đắc có phân biệt, cho nên chưa hoàn toàn dẹp trừ, chưa hoàn toàn dứt hết. Bồ Tát ở địa vị này, đối với An Lập Đế, Bốn Đế và Phi An Lập Đế, Nhị Không Chân Như, đều học tập quán sát, để dẫn phát sanh hai kiến là chân kiến đạo và tướng kiến đạo trong đương lai, và để dẹp hai chứng phân biệt. Phi An Lập Đế là cảnh sở quán chính của Bồ Đề, chứ không phải như Nhị Thừa chỉ quán An Lập Đế. Bồ Tát phát khởi các thiện căn noãn, đảnh vân vân, lúc tu phương tiện, tuy thông cả các cõi thiền đều phát được nhưng phải nương thiền thứ tư mới được viên mãn vì nương nơi chỗ tối thắng mới nhập vào kiến đạo và chỉ nương thân người ở cõi dục mới phát khởi thiện căn này còn các cõi khác thì tâm tuệ và tâm nhàm chán còn kém khó phát sanh được địa vị gia hạnh này cũng nhiếp thuộc giải hạnh địa vì chưa chứng được chân thắng nghĩa của duy thức